Hiện nay, Việt Nam đang trở thành một trong những nước có tỷ lệ cáp quang hóa cao nhất thế giới với gần 1 triệu km. Mạng thông tin di động 3G, 4G đã phủ sóng tới 99,5% dân số. Việt Nam hiện có khoảng 30.000 công ty công nghệ thông tin điện tử viễn thông đang hoạt động với 900.000 lao động. Đó là thông tin của lãnh đạo Bộ Thông tin Truyền thông tại triển lãm thường niên về công nghệ thông tin viễn thông điện tử và phát thanh truyền hình Việt Nam ICTCOM Telefilm 2019. Triển lãm Việt Nam ICTCOM Telefilm 2019 do Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin Truyền thông, Bộ Công thương chủ trì, Công ty cổ phần ADPEX thực hiện đã thu hút được 450 doanh nghiệp của 25 quốc gia và vùng lãnh thổ có nền công nghệ thông tin truyền thông phát triển tham dự như Liên bang Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Hoa Kỳ, v.v. là chứng minh cho một sự kiện xúc tiến thương mại thiết thực trong kỷ nguyên công nghệ 4.0. Triển lãm trưng bày hàng loạt các sản phẩm công nghệ và dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin và truyền thông đa dạng như công nghệ phát sóng giải pháp phần mềm, công nghệ giải mã, công nghệ 4G, LTE, Internet tốc độ cao, các giải pháp hỗ trợ tổ chức kinh tế và chính phủ điện tử. Theo ban tổ chức, triển lãm đã thu hút gần 15.000 lượt khách tham quan, hơn 3.000 giao dịch được thực hiện.